bạn nào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm Bash Connect nào. Thì hiện tại mục đích để dùng ví dụ như cái đó là một đầu mình bấm Bash Connect, một đầu không. Cái ứng dụng cho ví dụ như mình cần nối cái dây này ngắn quá giờ muốn nối dài ra thì một bấm này, một đầu này bấm Bash Connect thôi cho nó dài ra. Hoặc là ví dụ mình mục đích là bấm âm tường, bấm Bash Connect âm tường hoặc là cái hoặc là backplanner, cái mình sẽ để cái hình đây ha, cái backplanner nó dài dài xong rồi gắn vô. Thì hiện tại mình sử dụng cái đầu của thằng này, hãng xưa là AMPM nhưng mà giờ hiện tại nó đổi tên thành là Comest. Thì dụng cụ cần thiết thì mình sẽ cần này, nếu bạn có cái kìm này là được rồi, bạn có thể là tuốt dây được, nhưng mà mình hiện tại mình có thêm một cái kìm tuốt dây nữa. Cái này kìm này thì tuốt rất là nhiều loại đầu dây, là cái kéo để cắt và cái quan trọng nhất là một cái tool này, hoặc không thì các bạn lấy một cái nếu mà tool ít thì các bạn có thể lấy cái mũi tool vít dẹp các bạn cũng có thể được nha, mình xài này luôn. Và cái kéo cắt này cũng được luôn, cắt để cắt dây. Thì hiện tại cái này mình cắt nhiều quá nó hơi mòn rồi, mình sẽ không sử dụng cái này luôn. Nên mình đã bấm sẵn một đầu rồi nên mình bắt đầu một đầu này mình bấm sẵn rồi, một đầu này mình đã bấm sẵn rồi. Thì mình hiện tại nó bấm cáp nó hai đầu có hai chuẩn, một chuẩn T568A và chuẩn 568B nha. Thì đây hàng mới thì mình hay xài hàng chất lượng luôn, hàng này hàng thương hiệu luôn, bọc mình có thể dùng cách bấm này nó cũng tương đương nha, tùy từng hãng sản xuất nó sẽ cũng khác nhau. Như hãng này hãng không, hãng này thì nó sản xuất thì khi sản xuất người ta có in được cái lên trên này cho mình cái màu luôn rồi nè, nó sẽ người ta có ghi hai cái chuẩn là A và B. Thì hiện tại mình xài chuẩn B thì mình sẽ nhìn theo cái khe bên này, trong cái khe này có ghi A và B cho mình luôn. Ok, mình cứ sơ chuẩn B rồi. Cái nó sẽ có hai cái, nó để cái dây này nó tuốt vô nó ghim này cho nó cái dây nó giữ chặt luôn, không dễ bị xúc này ha. Thì mình lúc cái dây này trước rồi mình cắt cái dây này tuốt bớt. Cắt thì mình có cái đầu tuốt này thì mình cắt nó sẽ đẹp hơn, bố mình chỉnh con dao. Cái này có dao nào hay chỉnh được này, về cách này cấp 5 nên hơi nhỏ. Ok, nó sẽ đẹp không? Quên đi. Thì trên này nó có ghi 56 cái chuẩn B và chuẩn A. Thì nếu mà chuẩn B á, thì mình sẽ gắn theo cặp với nhau mình nhìn này. Ví dụ như B á, thì nó sẽ là xanh lá và xanh lá trắng nè, và cái dương và dương trắng, thì mình sắp theo từng từng cặp luôn. Ví dụ như đây cái hai thằng này là một cặp nè, hai thằng này là một đó. Nếu chuẩn mình bấm theo chuẩn chuẩn B nha, đa số bấm chuẩn B, ở tay bấm chuẩn A lắm. Mình chia cặp nó ra về một bên. Ngày xưa mình phải bấm theo cấp chuẩn A và B chuẩn chéo, mà bây giờ máy thiết bị đời mới thì không cần, tự đi thật được. Rồi thì nó sẽ ví dụ như này là trắng, nó sẽ là cái chiều này mình xếp theo nè, xếp theo nó là trắng xanh lá, trắng xanh lá thì, hoặc là này thì mình cứ xếp thôi. Giờ mình quay lại mình xếp. Xếp cho nó. Ok. Xếp dây. Mình xếp sao cho mình đi dây nó tiện.
Thì ở đầu bên bên này nó là trắng, thì bên này bên trong này nó là xanh xanh đậm. Thì mình nhét cái này xuống nè, đó cho nó gọn nè. Thì đầu ở đâu mình nhét nó xuống, khi mình nhét xuống thì mình bỏ bỏ theo thôi, trắng xanh dương nè. Xanh dương nè, trắng xanh dương nè, ghi để cho nó ghi cho nó chắc đó. Xanh lá này, trắng xanh lá chứ, xanh lá này, một phần dây này dây cách 5 hơi mềm thì ok bỏ vô. Ok nè, kéo lại. Rồi bên đầu bên này cũng vậy, thì nó cũng là cứ trắng xanh lá trước, thì bên này cam, trắng cam này, bên này là trắng nâu nè, trắng nâu nâu. Ok, hiện tại đây sau khi mình đã xếp xong dây nè, nó có là trắng dương nè, xanh dương nè, trắng lá nè, xanh lá nè, và trắng cam nè, cam nè, trắng nâu nâu. Ok rồi, thì tới đây thì nếu các bạn mà không có cái đầu tun giống của mình này, không có đầu tun thì các bạn có thể là dùng cái tua vít đó, thì mình đẩy xuống nhưng mà nó lại không, tua vít dẹp, tua vít dẹp cũng đẩy xuống được. Cái này mình cứ đẩy sát chỗ này nè, nhưng mà nó sẽ không tự động cắt được, còn khi mình có cái đầu tun thì mình cắt được. Đây mình để đây, ấn nhẹ trên dây nó xuống xuống nè, ấn nhẹ cho nó xuống hết đi. Okay, cho nó chặt hết đầu rồi xong rồi mình ấn mình cắt luôn. Thì nếu mà các bạn có tu vít không có cái đầu tu này thì bạn dùng tu vít cũng vậy, các bạn ấn xuống lại xong rồi bạn hãy lấy kéo bạn cắt, thì nó không có đẹp bằng, nó không có cắt hết được. Ok nè, tới đây là được rồi. Giờ bắt đầu mình ấn cho nó cắt luôn cái kìm này nè, cái đầu tu này sẽ có lưỡi dao đây, nó cắt thì nó sẽ đẹp, cắt cái này nó cắt gọn vô sẽ đẹp luôn. Okay. Tua mình cắt. Khi mà ấn nó sẽ có cái cắt. Ok là nó cắt này. Tua nó cắt sẽ đẹp. Cắt sẽ đẹp luôn. Thì cái cơ hạ có hãng này ấy, thì các bạn xài mấy cái máy blender gắn vào mấy cái cắt thì cái này ghim vô được luôn nha. Có cái đầu này mình chỉ cần bấm trong này mình ghim vô là trên gắn lên máy blender luôn. Còn có mấy hãng sản xuất thì nó không có làm theo cái dạng này, mình phải nó làm theo cái dạng mình phải bấm trực tiếp lên cái bass ban đầu luôn. Còn cái thằng hãng này thì nó mình xài hãng này thì nó tích hợp luôn. Ok nè, sau khi mình đã tuôn xong đẹp luôn, gọn luôn. Ok gọn luôn, nó gọn không có lê lê, còn nếu mà bạn cắt bằng kéo thì nó sẽ từ từ ở đây. Ok, rồi mình nắp này lại. Cái này nó có cái chân này để nó giữ nè, nó có cái gạt lại để nó giữ cho cái dây của mình ở bị xuống. Đây có cái ngàm này, sau này mình tháo thì mình ấn này lấy cái gì mình bấy lên nha. Ok ok à, hiện tại là đã tại chắc. Thì giờ mình sẽ gắn một đầu vô cái đầu nối, mình nối một sợi dây này với một cái nó vào cái máy tính của mình cho bạn xem thử. Nếu mà lên được xích 1 GB ấy, thì nó lên được 1 GB là đúng nha. Hôm nay mình không có đem đồ tốt về để đồ test, cái đầu bên này mình ghi vô cái máy tính của mình. Ok thì mình nối ở đây. Đây là có một cái đầu mình nối vô, nói vô cái này đó, khi mà nối thì nối vậy thôi, còn khi mà bắt lên bắt banner cũng vậy, cái đầu này mình gắn lên cái banner thôi, còn cái đầu này gắn lên xuất rồi mình ghim cho máy tính của mình coi được gì không.
Thử xem có mạng không. Hiện tại thì cái đầu dây đây mình ví dụ như mình đang đang game này, mà rút sức trạng thái luôn, nó sẽ rớt. Ok, game lại. Ok luôn, hiện tại đã kết nối. Để xem mình thêm được lên 1 GB, nếu mà là 1 GB xích 1 GB là nào. Ok, thêm 1 GB, hiện tại đã lên được 1 GB rồi. Ok. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh để xem nhiều video mới trong tương lai. Chào các bạn.